Đồng tiền ảo Bitcoin có thể bạn chưa biết. Mặc dù đang chứng kiến đà tăng cao nhất kể từ tháng 11 năm 2017, song nhiều chuyên gia nhận định vẫn còn quá sớm để kết luận rằng Bitcoin là một nơi trú ẩn an toàn, trong bối cảnh thị trường tiền ảo vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro và có biến động giá lớn. Dưới đây là 15 sự thật thú vị nhưng cũng đầy bất ngờ về đồng tiền ảo Bitcoin mà có thể bạn chưa từng hay biết. Một người sáng lập Bitcoin cho tới ngày nay vẫn hoàn toàn là một ẩn số. Mặc dù nhiều nguồn tin nhắc đến Satoshi Nakamoto như người đầu tiên đặt ra khái niệm Bitcoin và tiền ảo, nhưng Satoshi là ai thì không một ai hay biết. Gần đây, một số bằng chứng lại chỉ ra rằng Bitcoin có thể do một tội phạm người Zimbabwe có tên là Paul Rest tạo nên. Hai BITCOIN phải nhiều tháng mới xuất hiện sau công bố của người đàn ông bí ẩn mang mã danh Satoshi về một khái niệm trao đổi đồng tiền mã hóa theo phương thức P2P. Ba bản ghi đầu tiên của một giao dịch bằng Bitcoin đó là khi Satoshi gửi cho Han Finney, một thành viên đời đầu, số tiền ảo mệnh giá 100 BTC. 4. Giao dịch bằng Bitcoin đổi lấy hàng hóa được thực hiện lần đầu tiên vào năm 2010, khi hai bên mua, bán gặp nhau trực tiếp và đạt được thỏa thuận giao dịch. Năm giao dịch nói trên bao gồm việc mua hai chiếc bánh pizza với giá trị tổng cộng 10 BTC. 6. Nếu quy đổi theo mệnh giá Bitcoin ngày nay, hai chiếc pizza được nhắc đến sẽ có giá trị tương đương 62 triệu đô la Mỹ. Bảy Bitcoin và các đồng tiền ảo khác không thể được thay đổi hoặc thao túng bởi một tổ chức hợp pháp nào, ngay cả khi đó là chính phủ, cũng không có ai nắm được đà tăng hay giảm của Bitcoin. 8. Bitcoin được chứa trong một thứ gọi là ví tiền ảo, nơi mà tất cả tài sản của người chơi sẽ được lưu trữ an toàn dưới dạng số hóa. 9. Khối chuỗi blockchain là công nghệ đứng sau Bitcoin cho phép nó ghi lại toàn bộ các giao dịch và thanh toán bằng đồng tiền ảo này. Một không tất cả giao dịch Bitcoin và dòng tiền của nó đều có thể được truy cập và nhìn thấy bởi những người tham gia. Tuy nhiên danh tính của của người chơi lại được giữ kín hoàn toàn. Một một linh vật không chính thức của Bitcoin là một con lửng mật màu cam. Một hai trường đại học đầu tiên chấp nhận Bitcoin như một đơn vị thanh toán là trường Nicosia, thuộc nước Cộng hòa SIP. Một ba máy ATM dùng Bitcoin được sử dụng tại rất nhiều quốc gia, trong đó có cả Việt Nam khiến cho các giao dịch trở nên dễ dàng, thuận tiện. Một bốn Bitcoin không bị đánh thuế ở Thụy Sĩ, trong khi đó lại được coi là đồng tiền bất hợp pháp ở Mông Cổ, Ả à Rập Saudi, Bang, La, Đét, Nepal, Ma, Dốc, Ecuador. Tại Việt Nam, khai thác và giao dịch Bitcoin cũng được xem là không nằm trong pháp luật. Một năm bất chấp nhiều bí ẩn và các hoạt động tội phạm đằng sau Bitcoin, nhưng nó được xem một hệ thống giao dịch tiền điện tử tiên tiến, ổn định và định hình cho các xu thế trong tương lai nguyễn nguyễn tổng hợp